bán hả bác? Bán mưa ai, cháu cứ giới thiệu ai mua đi. Hôm... chẳng có gì. Không phải cô Hoàn. Không phải cô Hoàn. Cô Hoàn có về rồi, cô Hoàn kinh khủng luôn cái đồ cổ. Thế là nó đi theo nó thôi, kiểu như em. Nhảy tàu, nhảy xe.